Nhưng chịu khó đừng có nhăn mắt nha, nhăn mắt là cô làm mà không có được. Hơi lỏng xíu, hơi lỏng xíu, đừng nhăn quá.
chừa cho bên kia. Này nhất không con? Hả? Ủa, hôm nay có chị Huệ. Những cái ca khó thủy cái này em mới xuất hiện, không có xuất hiện. Cho chị. Cho chị Phượng. Cái mình con chạy nó sạch cái mũi đen quá nè. Rồi xong nghe nó kêu cái bụp không. Rồi.